Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một bé vịt đội mũ ếch như thế này. Để móc được bé vịt này, các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như trên màn hình. Bây giờ các bạn hãy cùng mình thực hiện nha. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một đoạn len màu trắng, sau đó các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 8 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu, mũi móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp theo đó các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ hai này. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai và móc tiếp mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở chân thứ ba, các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba này và móc tiếp mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn lại đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1, 2, 1, 2. Tức là ví dụ ở đây, ở chân đầu tiên mình sẽ móc 1 mũi móc đơn, sang chân thứ hai mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Chân thứ ba mình móc 1 mũi móc đơn, chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau đó là 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, rồi 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, cứ thế cho đến hết hàng. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc 1 mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình 1 mũi móc đơn. Tiếp theo, ở chân thứ hai các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn đầu tiên. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo, ở chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn. Chân thứ tư các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó mình sẽ móc vào chân tiếp theo một mũi móc đơn. Rồi chân kế tiếp mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Chân tiếp theo mình sẽ móc 1 mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân kế tiếp. Ở các chân còn lại, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy theo công thức 1-2-1-2. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 3, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ 4, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 4 này, ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 2 là chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ 2 này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 3 các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ 3 và móc cho mình một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 4, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Để tiếp tục móc lên hàng thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo ở chân thứ 2, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 2 này và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ 2 và móc mũi móc đơn thứ 2. Từ chân kế tiếp cho đến hết hàng, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức cứ cách 2 mũi móc đơn. Đến chân thứ 3 các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ cụ thể ở đây, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 2 và móc mũi móc đơn thứ 2. Sau đó đến chân thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 3 này và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ 3 và móc mũi móc đơn thứ 2. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ 2 và móc mũi móc đơn thứ 2. Sau đó đến chân thứ 3, mình lại móc vào đây 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ 3 và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ 3 và móc tiếp mũi móc đơn thứ 2. Tương tự, ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức cứ cách 2 mũi móc đơn. Đến chân thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở chân cuối cùng của hàng thứ 5, khi còn một chân cuối cùng này, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân cuối cùng này và móc vào đây một mũi móc đơn. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 5. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, hàng thứ 6 đến hàng thứ 9, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 6, hàng thứ 7 đến hàng thứ 9, các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 6. Để móc hàng thứ 6, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn cũng sẽ đâm kim vào chân thứ ba này và móc cho mình một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 6, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hàng thứ 6, hàng thứ 7 đến hàng thứ 9, các bạn cứ lặp lại tương tự như hàng thứ 6. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 9 nha. Khi đã móc xong hàng thứ 9, các bạn sẽ tiếp tục móc hàng thứ 10. Để móc hàng thứ 10, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó, ở 8 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn thứ hai. Ở chân thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vào chân thứ ba này và móc cho mình một mũi móc đơn. Đây là mũi móc đơn thứ ba. Tiếp theo ở chân thứ tư, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ năm, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ 6, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ 7, các bạn móc một mũi móc đơn. Và ở chân thứ 8, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình đã vừa móc xong 8 mũi móc đơn. Ở 4 chân kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân một mũi tăng. Một mũi tăng ở đây sẽ tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Tức là ở 4 chân này, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ móc cái chân kế tiếp đầu tiên. Mình sẽ móc vào đây một mũi tăng, tức là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã vừa móc xong một mũi tăng, tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân đầu tiên này. Ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc tiếp cho mình một mũi tăng, tức là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ hai này. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là ở chân thứ hai này, mình vừa móc xong một mũi tăng, tương đương là mình đã móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ hai. Ở chân thứ ba, mình cũng sẽ móc một mũi tăng. Mũi tăng này sẽ tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là ở chân thứ ba này, mình đã vừa móc xong một mũi tăng. Một mũi tăng này tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ ba này. Ở chân thứ tư, mình cũng sẽ móc vào đây một mũi tăng, tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân thứ tư này. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ hai. Mình đã vừa móc một mũi tăng vào chân thứ tư, tương đương là mình đã móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân thứ tư này. Rồi sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi tăng, tiếp theo đó ở 7 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Chân thứ ba các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ tư các bạn móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ sáu các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Và ở chân thứ bảy các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi sau khi các bạn đã móc xong 7 mũi móc đơn, tiếp theo đó ở 4 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi tăng. Một mũi tăng ở đây sẽ tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi tăng. Mình sẽ móc một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã vừa móc xong một mũi tăng vào chân đầu tiên. Ở chân thứ hai mình sẽ móc vào đây một mũi tăng. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là ở chân thứ hai mình đã vừa móc xong một mũi tăng. Chân thứ ba mình cũng sẽ móc vào đây một mũi tăng. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc vào đây mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã vừa móc xong một mũi tăng vào chân thứ ba. Tiếp theo ở chân thứ tư mình cũng sẽ móc vào đây một mũi tăng. Các bạn sẽ đâm kim vào ở chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư và móc tiếp mũi móc đơn thứ hai. Và là ở chân thứ tư này mình đã vừa móc xong một mũi tăng. Tiếp theo đó ở 9 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây mũi móc đơn thứ hai. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba và móc tiếp mũi móc đơn thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào chân tiếp theo và móc tiếp mũi móc đơn thứ tư. Mình sẽ móc tiếp mũi móc đơn thứ năm. Tiếp tục móc tiếp mũi móc đơn thứ sáu. Móc tiếp mũi móc đơn thứ bảy. Móc tiếp mũi móc đơn thứ 8. Và ở chân cuối cùng mình sẽ móc mũi móc đơn thứ 9. Đến đây thì các bạn cũng đã móc xong hàng thứ 10. Để kết thúc hàng thứ 10 này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ 11, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 11, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 12, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó, ở 8 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Các bạn tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ tư, móc tiếp một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Và cuối cùng mình sẽ đâm kim vào chân thứ 8 và móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình cùng công thức là một mũi đơn và một mũi tăng, lặp lại 4 lần. Mình sẽ lặp lại lần đầu tiên, mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc một mũi móc đơn. Sau đó ở chân tiếp theo là chân kế tiếp thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi tăng. Một mũi tăng ở đây sẽ tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã lặp lại công thức một mũi móc đơn và một mũi tăng lần thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở chân kế tiếp thứ hai, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi tăng. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã hoàn thành xong cụm công thức một mũi móc đơn và một mũi tăng lần thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở chân kế tiếp thứ hai, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi tăng. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã lặp lại xong lần thứ ba, cụm công thức một mũi đơn và một mũi tăng. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ tư. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Sau đó ở chân kế tiếp thứ hai, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi tăng. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Vậy là mình đã hoàn thành xong cụm công thức một mũi đơn và một mũi tăng 4 lần. Tiếp theo đó, ở 7 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình lại đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba và móc một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư và móc vào đây một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Và cuối cùng mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 7 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục lặp lại cho mình cụm công thức một mũi tăng và một mũi đơn 4 lần. Mình sẽ lặp lại lần đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên ở đây và móc vào đây một mũi tăng. Mũi móc đơn thứ nhất. Mũi móc đơn thứ hai vào cùng một chân kế tiếp đầu tiên này. Vậy là mình đã móc xong một mũi tăng. Ở chân kế tiếp thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã móc xong một mũi tăng và một mũi móc đơn, và mình cũng đã móc xong ở cụm công thức này lần đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục móc cụm công thức một mũi tăng và một mũi đơn lần thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi tăng, tương đương là mình sẽ móc vào cái chân đầu tiên này 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó, ở chân kế tiếp thứ hai, mình sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Rồi, vậy là mình đã lặp lại xong cụm công thức một mũi tăng và một mũi đơn lần thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi tăng, tương đương là móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào cùng một chân này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục ở chân kế tiếp thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi tăng và một mũi đơn lần thứ ba. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ tư. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi tăng, tương đương là 2 mũi móc đơn vào cùng một chân đầu tiên này. Mình sẽ móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó, ở chân kế tiếp thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong 4 lần lặp theo công thức một mũi tăng và một mũi đơn. Tiếp tục ở 9 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc mũi móc đơn thứ hai. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc mũi móc đơn thứ sáu. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ bảy, móc mũi móc đơn thứ bảy. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ 8, móc mũi móc đơn thứ 8. Và đâm kim vào chân kế tiếp thứ 9, móc mũi móc đơn thứ 9. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 12. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 13, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 13 này, ở 8 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ tư, các bạn đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Chân thứ năm, các bạn tiếp tục đâm kim vào chân thứ năm và móc một mũi móc đơn. Các bạn lại đâm kim vào chân thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Mình tiếp tục đâm kim vào chân thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Và cuối cùng mình sẽ đâm kim vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục lặp lại cho mình cụm công thức một mũi đơn và một mũi giảm 4 lần. Mình sẽ lặp lại lần đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc một mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ tiếp tục móc một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của hai chân kế tiếp. Đây là cái tép trước và đây là cái tép sau. Mình sẽ đâm kim vào tép trước của hai chân kế tiếp. Rồi, sau đó các bạn sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Vậy là mình đã móc xong cụm công thức một mũi đơn và một mũi giảm lần đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Các bạn sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi đơn và một mũi giảm lần thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ ba. Các bạn sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên, móc một mũi giảm. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi đơn và một mũi giảm lần thứ ba. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ tư. Các bạn sẽ đâm kim vào chân kế tiếp và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và kết thúc một mũi giảm. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi đơn và một mũi giảm 4 lần. Tiếp theo đó, ở 7 chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Mình sẽ tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai và móc vào đây một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Và mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 7 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục lặp lại cụm công thức một mũi giảm và một mũi đơn 4 lần. Mình sẽ lặp lại cụm công thức này lần đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp theo đó ở chân kế tiếp, mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp này và móc một mũi móc đơn. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi giảm và một mũi đơn lần thứ nhất. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp theo đó, ở chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi giảm và một mũi đơn lần thứ hai. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ ba. Ở hai chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào tiếp trước của hai chân này. Và kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp theo đó ở chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi giảm và một mũi đơn lần thứ ba. Mình sẽ tiếp tục lặp lại lần thứ tư. Mình lại đâm kim vào tiếp trước của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp tục ở chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Vậy là mình đã lặp lại cụm công thức một mũi giảm và một mũi đơn 4 lần. Tiếp tục ở 9 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp thứ hai, các bạn cũng sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân kế tiếp thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp thứ tư, các bạn đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc một mũi móc đơn. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ 8, móc một mũi móc đơn. Và cuối cùng mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp thứ 9, móc một mũi móc đơn. Đến đây thì mình cũng đã móc đến cuối hàng thứ 13. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 14, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 14 này, ở 8 chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai, các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Mình lại đâm kim vào chân thứ ba, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ năm, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ sáu, móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào chân thứ bảy, móc một mũi móc đơn. Và đâm kim vào chân thứ 8, móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình tổng cộng là 4 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ hai. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Đây là mũi giảm thứ hai. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ ba. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc mũi giảm thứ ba. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ tư. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc mũi giảm thứ tư. Sau khi các bạn đã móc xong 4 mũi giảm, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình ở 7 chân kế tiếp. Mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ ba, móc mũi móc đơn thứ ba. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ tư, móc mũi móc đơn thứ tư. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ năm, móc mũi móc đơn thứ năm. Đâm kim vào chân kế tiếp thứ sáu, móc mũi móc đơn thứ sáu. Và đâm kim vào chân kế tiếp thứ bảy, móc mũi đơn thứ bảy. Sau khi các bạn đã móc xong 7 mũi móc đơn, các bạn lại tiếp tục móc cho mình 4 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ hai. Mình lại tiếp tục móc mũi giảm thứ ba. Móc tiếp mũi giảm thứ tư. Vậy là mình đã móc xong 4 mũi giảm. Tiếp tục ở 9 chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Mình sẽ tiếp tục móc mũi đơn thứ ba. Tiếp tục móc mũi đơn thứ tư. Móc tiếp mũi đơn thứ năm. Móc tiếp mũi đơn thứ sáu. Móc tiếp mũi đơn thứ bảy. Tiếp tục móc tiếp mũi đơn thứ 8. Và cuối cùng mình sẽ móc tiếp mũi đơn thứ 9. Đến đây thì các bạn cũng đã móc đến cuối hàng thứ 14. Để kết thúc hàng này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục, Để móc lên hàng thứ 15, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 15 này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức cứ cách 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Và móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây một mũi móc đơn. Chân kế tiếp thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, các bạn lại móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức cứ cách 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 15, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân cuối cùng. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Và để kết thúc hàng thứ 15 này, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Đến đây thì các bạn có thể kéo cái dây này dài ra và mình sẽ nhồi bông vào bên trong. Rồi, sau khi các bạn đã nhồi bông xong, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ 16. Để móc lên hàng thứ 16, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 16 này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi móc xong một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên, móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở chân kế tiếp, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình một mũi móc đơn. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ở hai chân cuối cùng của hàng thứ 16, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm vào hai cái chân này. Mình sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Và để kết thúc hàng thứ 16 này, các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời vào cái chân đầu tiên này. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Rồi, tiếp theo đó, để móc tiếp hàng thứ 17, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 17 này, các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 8 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của hai chân đầu tiên. Sau đó kéo lên, móc một mũi giảm. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ hai. móc tiếp mũi giảm thứ 3, tiếp tục móc mũi giảm thứ 4, móc tiếp mũi giảm thứ 5, móc tiếp mũi giảm thứ 6, móc tiếp mũi giảm thứ 7, và cuối cùng mình sẽ móc mũi giảm thứ 8. Sau khi các bạn đã móc xong 8 mũi giảm, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của cái mũi giảm đầu tiên và các bạn sẽ móc cho mình một mũi dời. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích, rồi mình sẽ cắt len tại đây. Rồi, vậy là mình đã móc xong cái phần đầu. Tiếp tục các bạn lại lấy cho mình một đoạn len màu trắng để mình móc cái phần thân vịt. Các bạn lại tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích. Tiếp theo đó các bạn sẽ móc vào bên trong vòng tròn ma thuật này 7 mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ 7. Sau đó các bạn sẽ kéo xiết sợi dây của vòng tròn ma thuật này lại. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ hai này, ở mỗi chân móc các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Ở chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mũi móc đơn thứ nhất, mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở chân thứ ba các bạn cũng sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân này, móc mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình 2 mũi móc đơn vào cùng một chân. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ hai, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Rồi, tiếp tục để móc lên hàng thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ ba này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức là 1 2 1 2, tức là ở chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, chân thứ hai móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, chân thứ ba móc 1 mũi móc đơn, chân thứ tư móc 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, sau đó là 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, rồi 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn vào cùng một chân, cứ thế cho đến hết hàng. Mình sẽ ví dụ cụ thể ở đây. Ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc mũi móc đơn thứ nhất. Sau đó ở chân thứ hai, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ hai và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó ở chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc một mũi móc đơn. Sau đó ở chân thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ tư và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân thứ tư này và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân ở chân tiếp theo. Chân kế tiếp mình sẽ móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp các bạn móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ở các chân còn lại các bạn cứ lặp lại tương tự như vậy theo công thức 1212. Sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ ba, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục để móc lên hàng thứ tư, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ tư này các bạn sẽ móc cho mình theo công thức cứ cách hai mũi móc đơn. Đến chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Ví dụ ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Đến chân thứ ba các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc mũi móc đơn thứ nhất. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Tiếp theo đó đến chân thứ ba, mình lại móc vào đây hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Mình sẽ đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân thứ ba và móc mũi móc đơn thứ hai. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức cứ cách hai mũi móc đơn. Đến chân thứ ba, các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Khi đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ tư, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc cho mình một mũi dời. Tiếp tục hàng thứ 5 đến hàng thứ 8, cách móc sẽ tương tự như nhau. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc hàng thứ 5. Hàng thứ 6 đến hàng thứ 8, các bạn cứ lặp lại tương tự các bước móc như hàng thứ 5. Để móc lên hàng thứ 5, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Sau đó ở mỗi chân móc, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn sẽ đâm kim vào đây và móc một mũi móc đơn. Chân thứ ba các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn. Tương tự ở những chân còn lại, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 5, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên. Và móc một mũi dời. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách móc hàng thứ 5, hàng thứ 6 đến hàng thứ 8. Các bạn cứ lặp lại tương tự các bước móc của hàng thứ 5. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 8 nha. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong hàng thứ 8, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ 9. Để móc lên hàng thứ 9, các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 9 này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức, cứ cách 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở hai chân đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời. Các bạn sẽ đâm kim vào chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Chân thứ hai các bạn cũng sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục ở hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Mình sẽ đâm kim vào chân kế tiếp đầu tiên và móc vào đây mũi móc đơn thứ nhất. Mình lại tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp thứ hai, móc mũi móc đơn thứ hai. Sau khi các bạn đã móc xong 2 mũi móc đơn, các bạn lại tiếp tục móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tương tự ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức, cứ cách 2 mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong chân cuối cùng của hàng thứ 9, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Tiếp tục, để móc lên hàng thứ 10, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Ở hàng thứ 10 này, các bạn sẽ móc cho mình theo công thức, cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Ví dụ, ở chân đầu tiên là chân mình vừa móc một mũi dời, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân đầu tiên này và móc cho mình một mũi móc đơn. Sau khi các bạn đã móc xong một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Mình sẽ đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tiếp tục, ở chân kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong một mũi móc đơn, các bạn lại móc tiếp cho mình một mũi giảm. Mình lại đâm kim vào tiếp rút của hai chân kế tiếp. Sau đó mình sẽ kéo lên và móc một mũi giảm. Tương tự, ở những chân còn lại, các bạn sẽ lặp lại cho mình theo công thức, cứ cách một mũi móc đơn, các bạn sẽ móc cho mình một mũi giảm. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong đến cuối hàng thứ 10, các bạn sẽ đâm kim vào đầu của chân móc đơn đầu tiên và móc vào đây một mũi dời. Sau đó các bạn có thể kéo lên này dài ra và mình sẽ nhồi bông vào bên trong. Rồi, sau khi các bạn nhồi bông xong, các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình hàng thứ 11. Để móc lên hàng thứ 11, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc xích. Mình sẽ móc lên một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình tổng cộng là 7 mũi giảm. Mình sẽ móc mũi giảm đầu tiên. Mình sẽ đâm kim vào tép rút của chân thứ nhất và chân thứ hai. Mình sẽ tiếp tục móc mũi giảm thứ ba. Móc tiếp mũi giảm thứ tư. Tiếp tục móc mũi giảm thứ năm. Tiếp tục móc mũi giảm thứ sáu. Và cuối cùng mình sẽ móc mũi giảm thứ bảy. Rồi, sau khi các bạn đã móc xong 7 mũi giảm, các bạn sẽ đâm kim vào đầu cái mũi giảm đầu tiên. Rồi mình sẽ móc vào đây một mũi dời. Sau đó các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích. Rồi mình sẽ kéo len này dài ra một tí xíu để mình may với cái phần đầu á. Các bạn sẽ kéo ra khoảng 20 cm ha. Sau đó các bạn sẽ cắt len tại đây.